Hello, xin chào cả nhà. Bên mình hôm nay là chủ nhật nè. Ngoài trời hôm nay khá là đẹp luôn. Nắng rồi ấm nữa. Đó, sáng nay thì nhà mình sẽ đi lễ. Đi lễ xong thì ba Eo là sẽ đi làm. Thường thì chủ nhật thì ba Eo là sẽ không đi làm. Nhưng mà hôm nay là cái ngày bên Mỹ này thì có cái mùa khai thuế đó. Đó, ngày mai là ngày cuối cùng nên hôm nay là ba Eo là sẽ bận làm một số việc cho nó xong đi đó. Đó, nên là hôm nay chỉ có hai mẹ con đi chơi thôi. À, không phải hai mẹ con mà là không có bao là đi chung, có hai mẹ con rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi qua bên nhà bà nội đó, rồi ba cháu cùng đi chơi. Hôm nay thì mình sẽ đi ra ngoài khu chợ Đó, Miên, rồi mình ra đó mình chơi rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha, để các bạn cùng đi chơi với mình cho vui nha. Eo là nhà mình vừa mới ra tới nơi là chọn cho mình một cái món đồ chơi liền. Đó, ở quả này người ta cũng đánh vào tâm lý lắm, có rất là nhiều những cái gian hàng bán hàng đồ chơi cho trẻ em đó. Cái khu chợ trời của người Miên này á, họ họp vào mỗi cuối tuần, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần vào mùa hè ha. Mà thật ra là cuối mùa xuân á, là họ đã bắt đầu họp chợ rồi, họ sẽ họp hết mùa hè cho đến cuối mùa thu luôn á. Đó, đến khi nào mà mùa đông đến nó lạnh là bắt đầu họ mới nghỉ. Sáng là họ đến thì sớm lắm. Mình hỏi cái cô bán hàng ở đây nè, cô nói là 6 giờ là ở nhà đã bắt đầu dọn hàng ra rồi, chạy ra đây rồi đó, 7 giờ là đã có mặt ở ngoài đây hết rồi. Họ sẽ họp từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối là họ bắt đầu dọn dẹp những cái gian hàng này. Đây là những cái gian hàng mà nướng thịt á, nướng thịt heo, thịt bò, thịt gà mà họ ướp con lắm. Mỗi sâu như vậy có giá từ 1 đồng cho tới 1 đồng 25 sen, khá là rẻ luôn. Ngoài những cái gian hàng bán đồ ăn ra thì ở đây nó cũng có những cái gian hàng mà bán những cái loại cây giống Việt Nam mình á, rau, những cái rau rồi những cái kiểng. Ngày xưa khi mà mình đi chợ Miên á, cách đây mình đi chắc cũng phải 4 năm về trước á, lúc mà bắt đầu á, những cái hàng này nó không có nhiều như vậy đâu các bạn. Nó tầm khoảng chắc mình nghĩ chắc chừng 30 mấy 40 gian thôi. Nhưng mà hôm nay mình đi đếm vòng vòng hết nguyên một cái vòng này á, là những cái gian hàng lớn có nhỏ có là lên tới hơn 80 gian luôn đó các bạn. Đó, cái cô này cổ chắc có người nhà đi câu cá nè. Những cái người Miên nó họ cũng câu cá giỏi lắm. Những cái họ bán đồ ăn rồi có những cái gian hàng bán chuyên bán và những cái cá rồi tôm rồi tép mà họ đi câu được đó, họ bày ra họ bán luôn. Cái khu công viên này á, rất là lớn nên là chỗ đậu xe cũng tương đối thoải mái. Ở Việt Nam mình đi chơi thì không có ngại chỗ đậu xe, nhưng mà bên Mỹ này nè, đi chơi á, phải có cái chỗ đậu xe. Tại vì hầu như nhà nào rồi người nào cũng có mỗi người một cái xe đó, đi là phải có chỗ đậu á, nên là cái khu này nó rộng như vậy á, cũng tiện cho cái việc đậu xe nè. Đó, rồi cây cối nhiều nữa, nó rất là mát. Đó, cuối tuần ví dụ gia đình hoặc là bạn bè đó, đó thường mới ví dụ như mà không đi du lịch mà nhà cũng không có tiền thì có thể ra những cái khu chợ này nè chơi, rồi mình mang theo những cái trại đó, những cái lều rồi mình cắm trại ngoài này cũng mát mẻ vui lắm. Chứ mùa hè rồi ở trong nhà rồi nó cũng nóng á, mà mình tiện cái là mình đi ra ngoài để chơi là mình không có mang theo đồ ăn, không có cần phải lo cái việc đồ ăn. Đó, mình ăn cái gì cũng hầu như cũng có hết á, trái cây họ bán cũng đầy đủ lắm, từ mít nè, xoài nè, cóc, ổi. Đó, rồi những cái loại nước uống, rồi những cái loại nước ngọt, rồi nước mía, nước dừa tươi ở đây cũng có bán luôn. Những cái gian hàng bán đồ ăn thì họ bán cũng 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 đa dạng nữa. Đó, mình đi chơi là mình chỉ xách xe mình đi thôi, mình ra tới đây là mình muốn ăn gì mình mua, rất là tiện luôn. Ở cái khu chợ Miên này nè, họ để tiếng nhạc á, những cái gian hàng này bảo họ có bật những cái tiếng nhạc của dân tộc họ đó, nghe cũng vui tai lắm. Nhưng mà tại vì đôi khi mình làm cái YouTube này nè, đôi khi thì nó có cái bản quyền đó, nên đôi khi có những cái đoạn nhạc mà nó lớn quá là mình phải vặn nhỏ lại rồi mình tắt đi đó, chứ không mình ra ngoài đây mình nghe những cái âm thanh ở ngoài này đó đi vòng vòng cũng vui tai lắm.
là mê ăn sầu riêng lắm. Đi chợ là nhìn thấy hàng sầu riêng là chỉ có tấp vào hàng sầu riêng trước. Đó. Cứ con muốn ăn sầu riêng là tự lấy luôn á. Nói ba bộ cho con đi. Trời ơi, bộ sầu riêng mà không biết. Lần trước là mình ăn sầu riêng kiểu như đông đá, nó tươi nhưng mà họ đông đá nguyên trái đó. Còn cái này là sầu riêng tươi hẳn luôn, chứ không phải là qua đông đá nha. Trời ơi, đàn ông đàn an gì không biết bộ sầu riêng trời. Có bao giờ bộ đâu biết. Trái sầu riêng này là nó thơm lắm rồi đó đi ha. Bốn người muốn thấy nó thơm hả? Cậy gãy da nó đó em. Không bao giờ gãy được. Eo là sụt ra đây con. Em bỏ đi anh quay cho. Bỏ đi anh quay cho. Trời ơi, không biết có ngon không nữa. Sầu riêng ngon. Sầu riêng này không biết có ngon ta. Sầu riêng ngon á. Ngon hả? Sao con biết ngon? Cái trái sầu riêng này vỏ nó cũng mỏng lắm nha, mà không biết có hột nó có lép hay không. Muối của nó thì á cũng khá mềm. Đây 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 cho con này, cho con này, bố bóc cho con này. Cầm ăn đi con. Có ngon không? Ừ, ngon. Đỡ, con cầm ăn đi. Ấy là con cầm bé bỏ xuống riêng rồi con. Cầm, cầm cho ăn đi. Nè, nè, nè. Đó. Eo là nhà mình là mê sầu riêng lắm. Cái sầu nó nhét hết là mồm nó cả. Eo là, không có ăn như vậy con. Phải cắn nhỏ nhỏ đó chứ. Đi chợ là hả? Cứ mẹ mua sầu riêng chỉ thích mua sầu riêng thôi, mà mua sầu riêng đông đá không chịu nhá, cứ đòi lấy sầu riêng tươi thôi. Đó, mua một quả sầu riêng này bé ti ti các bạn, 4 pound, tính ra con ký 8 mà hết 50 mấy đồng, 13 đồng/pound. Lau tay. Ờ, lau tay hả? Giấy rồi hả? Giấy nhẹ không nào? Nè lau tay đi, cầm giấy lau. Lau miệng. Ừ, con xé đi rồi lau miệng, con xé giấy ra lau miệng. Lau miệng đi, con tự lau miệng đi. Con tự lau miệng đi. Ừ, giỏi quá. Ừ, đúng rồi. Rồi cho con miếng nữa này. Lá miệng ra bốn nhát vào miệng cho. Không dám đưa nguyên muối tại sợ nhát hết muối vào miệng. Sợ bố ăn hết của nó. Bỏ tay. Đưa cho mẹ cầm thì không sao. Bỏ xuống ngay á. Bỏ xuống hả? Đưa bỏ xuống. Bỏ cái hột đấy. Ừ, cứ bỏ xuống là được rồi, không cần biết bỏ gì. Đúng là eo là. Trời, cái đám rau của mình lên tốt quá. Hái cắt 2-3 lần rồi mà cứ cắt cái nó càng lên nữa nè. Chiều chiều á, mát mát đi ra xong ngồi nghe chim hót líu lo, ngắm mấy cây rau, mấy cây bông nhìn thích lắm. Mấy cái quất của mình nó giờ bắt đầu là hả, nó đang ra chồi quá trời nè các bạn. Nó đang ra chồi quá nè. Cái quất này hồi trước mình mua có 30 đồng mà nó to ơi là nó to, nó cao lắm. Nó phải tới gang tay của mình ngắn ngắn lùn lùn, nó phải 10 gang tay các bạn. Còn bây giờ á, đi ra mua cái tắc á, có 3 gang tay thôi, 68 đồng. Cái gì bây giờ nó cũng lên giá hết. Cái mai này bữa mình đưa ra gặp mấy đêm, nó xuống còn có 45, 46 độ F á. Tính ra bao nhiêu độ độ C ta? Không biết luôn. Chắc có mấy độ à. Nó rụng hết lá luôn rồi. Mấy cây ớt của mình á, nó bé tí tí rồi nè. Hơn gang tay mà nay ra bông rồi. Ra quá chị bông luôn, không biết làm sao. Chắc ngắt nụ, ngắt bông nó đi cho cây nó lớn quá. Ngon không con? Ngon. Ba ơi, ba. Ra đây chơi đi. Gọi gọi ba ra chơi đi con. Gọi ba ơi đi. Eo là nó gọi ba ơi ra đây chơi kìa. Ba